Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Theo báo cáo mới nhất của cơ quan năng lượng quốc tế IEA công bố vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, thì Ả Rập Xê Út là quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi bản báo cáo đó được công bố, thì vào hôm 14 tháng 9, hơn 10 chiếc máy bay không người lái đã bất ngờ tấn công hai cơ sở khai thác dầu của Ả Rập Xê Út. Vụ tấn công khiến cho nước này tổn thất gần 6 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương với 50% tổng sản lượng sản xuất toàn quốc và làm sụt giảm 5% lượng cung dầu mỏ toàn cầu. Nếu như ví von một cách hình tượng rằng Ả Rập Xê Út giống như một thùng nhiên liệu khổng lồ của thế giới, thì hôm 14 tháng 9 vừa rồi, những người điều khiển những chiếc máy bay không người lái đã thực sự châm lửa vào giếng dầu. Và liệu rằng hành động đó sẽ thổi bùng lên một ngọn lửa xung đột hay đó chỉ là đốm lửa sẽ sớm được dập tắt? Và liệu rằng sau vụ không kích này thì những chiếc máy bay không người lái sẽ trở thành nỗi ám ảnh mới của các lực lượng phòng không hay không? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. Xin được giới thiệu hai vị khách mời sẽ đồng hành trong chương trình Người quan sát ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu nhà báo Hà Mạnh Tường, nguyên phó tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân. Và xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, nguyên đại sứ Việt Nam tại Iran. Cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi cùng bắt đầu trao đổi với hai vị khách mời thì xin được mời quý khán giả và các đồng chí chúng ta hãy cùng điểm lại diễn biến của cuộc không kích mà không có phi công này. Ngày 14 tháng 9 theo giờ Việt Nam, hai nhà máy lọc dầu Abqaiya và Qurais của công ty dầu mỏ Aramco, Ả Rập Xê Út bất ngờ bị tấn công bằng máy bay không người lái. Những đám cháy lớn đã buộc hoạt động sản xuất phải tạm ngừng. Giá dầu thế giới lập tức tăng đột biến sau vụ tấn công. Cùng ngày 14 tháng 9, lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho rằng không có bằng chứng cho thấy vụ tấn công được thực hiện bởi Houthi và lên tiếng cáo buộc Iran đứng đằng sau những vụ tấn công. Ông Pompeo đã tới Ả Rập Xê Út để xem xét các bằng chứng và thảo luận biện pháp đối phó với hành động tấn công vào quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ tại Trung Đông này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thì điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman lên án vụ tấn công và đề xuất hỗ trợ phòng thủ cho Ả Rập Xê Út. Iran đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của phía Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nhấn mạnh, những cáo buộc của Hoa Kỳ là vô nghĩa và mù quáng, nhằm phá hoại uy tín của một quốc gia và tạo cớ cho các hành động trả đũa trong tương lai. Ngày 18 tháng 9, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út công bố các mảnh vỡ được cho là của máy bay không người lái và tên lửa sử dụng trong cuộc tấn công vào hai nhà máy lọc dầu của Aramco. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, đây là những bằng chứng cho thấy Iran đứng đằng sau vụ tấn công. Cùng ngày, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ có nhiều biện pháp trừng phạt mới được Hoa Kỳ áp đặt lên Iran và có thể là biện pháp quân sự nếu cần thiết. Trước những cáo buộc liên tiếp của Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út, phía Iran tiếp tục bác bỏ và cho rằng những cáo buộc của Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út chỉ nhằm tăng cường sức ép đối với Tehran. Iran lên tiếng cảnh báo mọi hành động nhằm chống lại Iran sẽ gặp phải sự đáp trả của quốc gia Hồi giáo này. Thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch ạ, có lẽ là khi nghĩ về cái vụ tấn công này thì điều đầu tiên mà tất cả chúng ta đều đặt ra câu hỏi đó là ai, là lực lượng nào thực sự đứng đằng sau vụ tấn công này. Vậy thì theo quan điểm của tiến sĩ rằng lực lượng đứng đằng sau vụ tấn công này là ai? Tất nhiên là ngồi Hà Nội này thì nói thật là tôi nghĩ rằng chúng ta đều không nên là nói một cách ấy là ai là người đứng sau, bởi vì chúng ta không có đủ thông tin để nói là ai là người đứng sau. Thế nhưng mà trên thông tin cho đến giờ này chúng ta thấy là thứ nhất là Houthi, lực lượng Houthi của dòng Shia ở Yemen nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Thế nhưng còn thế giới thì không tin là lực lượng Houthi, mà thế giới thì tin là Iran hậu thuẫn cho cái hành động này. Cá nhân tôi thì tôi khi mà nghe tin về cuộc tấn công này thì tôi nhớ đến một cái trao đổi của tôi với cả một nhà ngoại giao Iran. Thì ông ấy có nói với tôi đại ý rằng là nếu mà chúng tôi không xuất khẩu được dầu lửa thì khu vực cũng không ai được xuất khẩu được dầu lửa.
bởi vì như thế mới là công bằng. Tên lửa của chúng tôi, của Iran, có tầm với 2.000 cây số và có thể tất cả các cơ sở lọc dầu ở khu vực nằm trong cái tầm với của tên lửa Iran. Đấy là câu chuyện trao đổi của tôi với ông ấy. Nhưng mà đến giờ này thì tôi thấy rằng là cái câu chuyện đấy dường như nó đang trở thành hiện thực. Tất nhiên tôi nói như thế không có nghĩa là Iran làm. Thế nhưng mà cái câu chuyện mà Iran không xuất khẩu được và các nước khác cũng sẽ gặp khó khăn khi xuất khẩu thì nó dường như nó đang trở thành hiện thực. Thì cái đấy làm cho tôi gợi nhớ câu chuyện này thôi. Còn quay trở lại nói ai là người có trách nhiệm về cái này thì chúng ta phải chờ các nhà điều tra và chúng ta sẽ chờ cái thông tin chính thức. Đó là quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch ạ. Còn nhà báo Hà Mạnh Tường thì sao? Ông có quan điểm ra sao về cái vấn đề này? Vâng, thì tôi cũng đồng ý với cả quan điểm phân tích của anh Thạch. Theo tôi thì nếu mà ta nhìn rộng ra một chút thì ta nhìn vào cái mối quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út trong cái mối quan hệ tranh giành ảnh hưởng ở trong cái khu vực. Thì chúng ta được biết rằng thì đây là hai cái nước mà có tiềm lực và có ảnh hưởng ở trong khu vực Trung Đông. Và cái cuộc cạnh tranh này thì nó không chỉ là giữa hai nước trực tiếp với nhau mà nó còn ảnh hưởng nhiều các cái nước khác trong khu vực. Và cái ảnh hưởng đó chúng ta thấy chẳng hạn như Yemen, như ý kiến của nhà báo Hồng Thạch ấy, thì có cái nhóm Houthi thì đấy là cái lực lượng mà thân của Iran và có cái chống đối lại với cả Ả Rập Xê Út. Thì ở một số các nước khác nó cũng có cái lực lượng như vậy, chẳng hạn như ở Iraq hay chẳng hạn Syria. Theo tôi thì đây nó là cái hệ quả của cái mâu thuẫn giữa Iran và Ả Rập Xê Út và cái tác động của nó trong cái khu vực và dẫn đến cái việc mà đối đầu như thế, dẫn đến những các cái hệ quả là cái vụ tấn công như vậy, mặc dù cái vụ tấn công này là bí mật và hiện nay thì chưa ai có thể kết luận được. Vâng, cảm ơn nhà báo Hà Mạnh Tường ạ. Như vậy là có rất là nhiều cái luồng ý kiến được đưa ra, tuy nhiên là có hai đối tượng chính được nhắc đến ở thời điểm hiện tại đúng không ạ? Một là lực lượng Houthi và hai nữa thì cái vụ tấn công này rất có khả năng được bắt đầu từ Iran, đúng như nguyên văn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út đã từng tuyên bố ạ. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, nếu như với cái hai cái đối tượng này thì kịch bản về cái hệ lụy xảy ra sau cái vụ tấn công nó sẽ diễn ra như thế nào? Có giống và khác nhau ra sao? Thực ra nếu như mà xác định được đấy là Houthi thì tôi nghĩ là Ả Rập Xê Út họ sẽ tăng cường ném bom trả đũa Yemen, ném bom trả đũa lực lượng Houthi ở Yemen. Cái này thì cuộc chiến tranh này kéo dài 5 năm rồi và sẽ còn, nếu mà xác định như thế thì Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ tăng cường ném bom Yemen. Nhưng mà còn nếu mà xác định đấy là Iran chẳng hạn thì có lẽ là cái biện pháp nó sẽ khác hơn. Bây giờ chúng ta thấy nhiều nước, ngay cả Mỹ cũng kêu gọi là tăng cường cấm vận chống ở Iran, thế nhưng mà rồi là tăng cường, rồi thành lập các lực lượng liên minh để chống Iran. Thế nhưng mà còn có cái khả năng là tấn công trả đũa hay không thì tôi nghĩ rằng là không loại trừ, nhưng mà có lẽ là khó, bởi vì nếu như mà tấn công trả đũa Iran ấy, thì lúc đấy sẽ không, cuộc chiến nó sẽ không giới hạn ở chỉ có ở Iran đâu. Cuộc chiến sẽ như Iran cũng đã tuyên bố rất rõ là nếu như Iran bị tấn công ấy thì mục tiêu sẽ không phải là nơi xuất phát cuộc tấn công chống Iran. Câu đấy có nghĩa rằng là sẽ bao trùm toàn bộ cái, khi mà cái tầm với của tên lửa Iran đến đâu thì tức là Iran sẽ trả đũa đến đấy. Và đúng như những cái gì mà tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch vừa chia sẻ thì khi mà trên trang Twitter của mình, ông Donald Trump tuyên bố rằng thông báo là đã chỉ đạo cho Bộ trưởng Tài chính gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Iran, thì về phía Iran họ đã có một cái tuyên bố đáp lại, đó là nếu như mà Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út nhằm vào Iran với gia tăng những cái xung đột thì rất có thể sẽ dẫn đến một cái cuộc chiến tranh tổng lực. Vậy thưa nhà báo Hà Mạnh Tường, theo ông có cho rằng là cái vụ tấn công sẽ gây leo thang xung đột quân sự trong những thời gian sắp tới hay không, hay thậm chí là có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh mới chẳng hạn? Vâng, nhà báo Hồng Thạch thì có đề cập đến cái khả năng xảy ra cái đòn trả đũa, đúng không? Thì từ phía có thể là Ả Rập Xê Út nhằm vào cái lực lượng Houthi ở Yemen hoặc là trực tiếp vào Iran. Nhưng mà qua các cái nguồn thông tin thì chúng ta thấy cái thời gian gần đây thì chủ yếu tập trung là cái nguy cơ xảy ra cái xung đột nó không phải giữa Ả Rập Xê Út với cả Iran mà là giữa Iran với cả Mỹ. Thì tất cả mọi cái nguồn tin đều dẫn đến là các cái nguồn tin là công ty tình báo, rồi là cái động thái của phía Mỹ như thế nào. Và như là chị có cái thông tin ấy, tức là cái dòng tweet của ông Trump
nói rằng là tất cả đã sẵn sàng, bây giờ chỉ còn đợi là xác định ai là thủ phạm là sẵn sàng. Và ông đã ám chỉ là sẽ tấn công Iran, đúng không? Thì chúng ta mới quay trở lại là thì mới thấy rằng là cái khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh là rất là lớn. Vì sao? Vì chưa có cái vụ mà tấn công vào cái nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út thì cái quan hệ của Mỹ và Iran cũng rất là căng thẳng. Và chúng ta biết là sau khi Mỹ là rút khỏi cái thỏa thuận hạt nhân với cả, đã ký với cả Iran thì tăng cường cái biện pháp cấm vận, thì phải nói là Iran phản ứng rất là mạnh. Thế và vừa hai bên là thường xuyên là xảy ra những các cuộc đấu khẩu với nhau, rồi trên thực tế là hai bên đã bắn rơi máy bay không người lái của nhau, hay và lúc nào cũng duy trì một cái áp lực với cả nhau cả. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là Mỹ có tận dụng cái cơ hội này để mở một cái cuộc tấn công trừng phạt đối với cả Iran không? Và cái lý do thì nếu dụ như phát hiện ra là Iran đứng đằng sau thì là tấn công vào một cái đồng minh rất thân cận của Mỹ là Ả Rập Xê Út, thì Mỹ có quyền là trợ giúp cho đồng minh của mình để có đòn phản ứng. Rồi là cái việc mà cái cuộc tấn công đã gây lên những các cái nguy cơ mất an ninh về dầu lửa đối với toàn thế giới, thì Mỹ là một cường quốc thì cũng phải có cái hành động can dự. Thế tuy nhiên thì cho đến nay thì chúng ta hầu như cũng chưa thấy phía Mỹ có một cái động thái gì. Mặc dù tính về lực lượng của Mỹ ở vùng vịnh thì phải nói là rất hùng hậu. Thì theo tôi thì vấn đề ở chỗ là ông Trump ấy, thì chúng ta nếu mà theo dõi các cái động thái của ông trong xử lý các vấn đề của quốc tế, chẳng hạn như vấn đề hạt nhân của Iran, của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ấy, thì ông có vẻ là mềm mỏng hơn. Và cái thể hiện rất rõ gần đây ông cách chức ông giám đốc cố vấn an ninh quốc gia, và vì cái quan điểm của ông này ông rất là cứng rắn trong cái việc xử lý vấn đề của Triều Tiên và của Iran, thì cho thấy là trong các cái vấn đề xử lý vấn đề của quốc tế thì ông Trump thì giữ cái thái độ có vẻ là mềm mỏng hơn. Và trong các chiến tranh về kinh tế thì ông rất là mạnh tay, nhưng mà chiến tranh về mặt quân sự thì hình như là ông có vẻ là giữ thuộc quan điểm ôn hòa. Thế cho nên theo tôi thì căng thẳng chủ yếu là trong các tuyên bố. Thế còn trên thực tế thì có nổ ra một cuộc chiến tranh thì cho thời điểm hiện nay thì theo tôi là ông Trump cũng rất là cân nhắc. Nhất là cái thời điểm hiện nay khi chuẩn bị sang năm là bầu cử rồi. Mà cái bảng thành tích lớn nhất của ông Trump đó là về kinh tế. Mà nếu một cuộc chiến tranh nổ ra chắc chắn nó tác động kinh tế thế giới và nó tác động kinh tế của Mỹ. Và nếu cái kinh tế của Mỹ đi xuống thì cái khả năng tái cử của ông Trump sẽ khó. Thì ông sẽ phải tính đến. Cho nên theo tôi thì trước mắt Mỹ có thể là chưa sử dụng những biện pháp quân sự mạnh với cả Iran nếu chưa có các bằng chứng rất là rõ ràng. Vâng. Và cũng trong một cái diễn biến khác cũng có liên quan thì thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, vào ngày 18 tháng 9 thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo thì cũng đã tuyên bố và ông đã gọi cái vụ tấn công này là hành động chiến tranh và Iran thì sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái hành động này. Tuy nhiên là sau cái chuyến bay của mình tới Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì có lẽ là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo thì cũng đã dịu xuống một chút và đưa ra một cái ưu tiên được đặt ra ở đây, đó chính là cái giải pháp hòa bình. Vậy thì ông bình luận ra sao về cái động thái này, cái diễn biến này? Tôi cũng nhất trí với cả nhà báo Hà Mạnh Tường là phản ứng của Mỹ trong lần này là có phần dịu hơn so với các lần trước. Và ngay cả Tổng thống Trump là người mà xưa nay vẫn có những cái hành động rất là mạnh với cả Iran. Ông lúc cách đây một tháng thì đây hơn tháng hai tháng chúng ta thấy rằng đạn đã lên nòng mà còn một chút nữa thôi là xảy ra chiến tranh, nhưng ông đã hoãn cái cuộc tấn công đấy. Và lần này thì là ông ấy không có cái phát biểu chỉ trích Iran mạnh như cái lần trước. Cái đấy là những dấu hiệu của cái thái độ mềm mỏng hơn. Và nếu mà ông Ngoại trưởng lúc đầu ông phát biểu căng nhưng mà sau đấy cũng dịu giọng thì tất cả chúng ta thấy các cái gọi là lãnh đạo chính trong đối ngoại của Mỹ, từ tổng thống, phó tổng thống cho đến ngoại trưởng thì đều có phần là dịu giọng trong trường hợp này. Và chính vì thế nên tôi nghĩ rằng tôi đồng ý cả nhà báo Hà Mạnh Tường là khả năng xảy ra chiến tranh là thấp. Và trên thực tế chúng ta thấy rằng là nếu căng với cả Iran gần đấy thời gian không giải quyết cái gì cả, nên chính vì bây giờ nếu quay trở lại tìm giải pháp hòa bình chắc là còn hiệu quả hơn là tiến hành một cuộc chiến tranh. Vâng, và cũng liên quan tới những cái hệ quả khác sau cái vụ tấn công này thì thưa nhà báo Hoàng Mạnh Tường, theo ông thì bên nào sẽ là bên được hưởng lợi khi mà sau cái vụ tấn công này thì sản lượng khai thác dầu mỏ của Ả Rập Xê Út bị giảm mất 50%, dẫn đến cái việc là nguồn cung dầu mỏ cho thế giới bị sụt giảm 5%? Thì chúng ta có thể nhìn từ cái góc độ về ai sẽ được hưởng lợi từ góc độ về mặt kinh tế, và có thể cũng hưởng lợi từ góc độ cả về mặt quân sự nữa. Ở góc độ kinh tế thì sau cái vụ tấn công này thì cái sản lượng dầu mỏ của thế giới chắc chắn sụt giảm, vì cái nguồn cung từ một cái nhà cung cấp rất là lớn như Ả Rập Xê Út giảm đi.
thì rất những cái nước mà xuất khẩu dầu mỏ khác ấy, thì rất có thể có cái cơ hội để mà tăng cái sản lượng dầu lên. Ví dụ như Nga chẳng hạn, cũng là một nước mà rất muốn tăng cái sản lượng xuất khẩu lên đây để làm sao để gọi là khôi phục cái nền kinh tế của mình, phát triển nền kinh tế của mình trong cái điều kiện mà cấm vận của Mỹ và các cái nước phương Tây. Thì đấy là có thể chúng ta nhìn góc độ kinh tế như vậy. Rồi là những cái nước mà xuất khẩu dầu lửa khác ở trong vùng Vịnh thì cũng có thể là có được cái hưởng lợi. Nhưng mà cái khả năng này thì nó ít hơn vì có những cái thông tin rằng là Ả Rập Xê Út sẽ sớm là khôi phục lại cái sản lượng dầu của mình. Còn từ cái góc độ về quân sự thì tôi thấy cũng có thể hưởng lợi. Thì qua cái vụ tấn công này và chúng ta sẽ phân tích sâu hơn ấy, thì nó thấy những các cái mà rõ ràng là những cái hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út được trang bị rất mạnh, mua rất nhiều các loại vũ khí hiện đại nhưng mà bất lực trước cái đòn tấn công rất là bằng các cái vũ khí mà chúng ta nghĩ có thể là cũng đơn sơ thôi, đúng không? Vậy thì cho nên mới xuất hiện những các cái thông tin rằng như Tổng thống Putin có đề nghị là thôi Ả Rập Xê Út thấy là cái hệ thống Patriot mua của Mỹ không hiệu quả thì nên chăng thì mua cái hệ thống tên lửa S-400 của Nga thì chắc chắn có những các cái hiệu quả hơn. Vâng, và thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, nếu mà nhìn rộng ra hơn một chút nữa thì chúng ta đều thấy rằng Ả Rập Xê Út, Iran hay Yemen thì đều là những quốc gia Hồi giáo. Vậy thì tại sao giữa những cái quốc gia Hồi giáo này lại xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng thưa ông? Trước khi trả lời câu hỏi vừa rồi thì tôi muốn tham gia bình luận một chút về cái ảnh hưởng của cái cuộc tấn công này đối với cả nền kinh tế, đối với cả giá dầu. Thì theo các cái thuyết âm mưu ấy, thì luôn là có một sự kiện gì đấy xảy ra thì sẽ có ai đấy trục lợi, và ai đấy được trục lợi thì người đấy sẽ đứng sau cái hành động tấn công này. Thế nhưng mà trong cái câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng là không phải câu chuyện là người ta muốn đánh sập cái cơ sở sản xuất dầu của Ả Rập Xê Út để mà người ta xuất khẩu dầu, để người ta sản xuất dầu. Tôi nhìn cái này nó có ý nghĩa chính trị nhiều hơn. Nó có ý nghĩa chính trị rằng là nếu như mà không giải quyết các vấn đề xung đột ở khu vực, tôi lấy ví dụ ngay cuộc chiến Yemen, Houthi bảo là 5 năm rồi chiến tranh ấy mang lại tăng tóc cho Yemen, thì bây giờ đây là một cái hành động chính trị nhiều hơn để mà thấy rằng là cần phải giải quyết cuộc chiến tranh ở Yemen. Hay là nếu như mà xuất phát từ Iran thì người ta cũng thấy rằng là phải quay trở lại. Đây là cái hành động để mà nói rằng là cần phải quay trở lại cái thỏa thuận hạt nhân 2015. Bởi vì khi mà tăng cường cấm vận Iran không xuất khẩu dầu lửa. Như lúc đầu tôi có nói, nhà ngoại giao Iran nói nếu Iran mà không xuất khẩu được dầu lửa thì các nước khác cũng không xuất khẩu được dầu lửa. Thì đây là một ý nghĩa chính trị nhiều hơn là cái tranh giành về chuyện sản xuất dầu và xuất khẩu dầu. Đấy thì cái mà tôi muốn tham gia về cái câu vừa rồi. Còn câu hỏi của chị Ngọc về lực lượng Hồi giáo, họ đều là Hồi giáo cả nhưng mà tại sao lại mâu thuẫn với nhau? Thì có lẽ là Hồi giáo nó có hai cái dòng chính là dòng Sunni và dòng Shia. Dòng Sunni thì là của Ả Rập Xê Út là đi đầu lãnh đạo dòng Sunni, và Shia là Iran là đi đầu lãnh đạo dòng Shia. Và hai cái dòng đấy nó khác nhau chỉ có mỗi một cái điều thôi, ai là người kế tục Muhammad. Khi mà Muhammad mất ấy, thì là những người Sunni người ta nói rằng nếu cộng đồng Hồi giáo bầu ai thì người ấy là người kế tục Muhammad. Còn dòng Shia thì nói rằng ai là con cháu của Muhammad thì là người ấy là kế tục Muhammad. Và chính vì thế nên cái mâu thuẫn nó chỉ là chỗ đấy. Và thực ra đây là cuộc tranh giành lãnh đạo thế giới Hồi giáo, tranh giành giữa hai cái dòng Sunni và dòng Shia đấy, và nó sẽ chính trị khu vực nó cũng xoay quanh cái mâu thuẫn này. Tại sao Ả Rập Xê Út và Iran mâu thuẫn với nhau là không phải chỉ là tôn giáo nữa, mà người ta muốn tranh giành cái vị trí lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo, và họ và chính từ đây có những cái cuộc chiến tranh, chẳng hạn như là ở lấy ví dụ Yemen là người Houthi là thiểu số ở đa số ở Yemen nhưng mà lại bị người Sunni là thiểu số lãnh đạo. Và chính vì thế khi mà bầu cử thì Houthi có bầu cử dân chủ thì lực lượng Houthi, lực lượng Shia đông hơn thì họ chốt quyền được tổng thống Sunni. Và cái đấy làm mâu thuẫn, làm người Ả Rập Xê Út không muốn là người Sunni ở Yemen bị mất quyền lực. Và chính vì thế nên họ hậu thuẫn cho tổng thống
thống của theo dòng Sunni, và chính ở đây nó là cái mâu thuẫn giữa lực lượng Shiite và lực lượng Sunni ở Yemen. Và cũng như thế thôi, ở Iraq hay là ở Syria, ở Syria chúng ta thấy cái cuộc nội chiến cũng xoay quanh cái câu chuyện Hồi giáo, mặc dù rằng là trên hình thức thì người ta nói là chống lại tổng thống Sadat Assad, nhưng mà Assad đấy là Shiite, còn và chính vì thế nên những lực lượng Sunni ở Syria là chống lại ông Assad, và đây rồi ở Iraq cũng vậy. Iraq Saddam Hussein là Sunni. Thế nhưng mà đến khi mà Mỹ đưa lực lượng vào lật đổ tổng thống Saddam Hussein thì bầu cử thì lại là người Shiite đa số lại thắng. Và chính vì thế nên nó có một cái rất là nghịch lý là Mỹ rất không ủng hộ Iran, nhưng mà cuộc chiến ở Iraq, Mỹ vô hình chung lại đưa lực lượng thân Iran lên nắm quyền ở Iraq. Đấy nên chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện ở Trung Đông nó rất là phức tạp là vì như vậy, xung quanh cái trục Sunni Shiite đấy. Vâng, đó chính là cái mâu thuẫn căn bản. Vâng. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch. Thưa quý khán giả và các đồng chí, vụ tấn công thì liên quan trực tiếp đến dầu mỏ, nhưng liệu rằng dầu mỏ thì có liên quan tới những diễn biến tiếp theo hay không thì lại là một câu chuyện khác. Bởi Ả Rập Xê Út đã có tuyên bố lạc quan rằng họ sẽ sớm khôi phục được sản lượng dầu mỏ vào tháng 9 tới đây. Sau vụ tấn công vào hai nhà máy lọc dầu của Aramco, Ả Rập Xê Út khẳng định sản lượng dầu của nước này sẽ trở lại mức bình thường vào cuối tháng 9, qua đó làm dịu bớt căng thẳng trên thị trường năng lượng. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Abdulaziz bin Salman cho biết, quốc gia xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới đã phải sử dụng các kho dự trữ chiến lược để duy trì nguồn cung cho khách hàng. Dự kiến Ả Rập Xê Út sẽ trở lại mức 10 triệu thùng một ngày vào cuối tháng 9 và 12 triệu thùng một ngày vào cuối tháng 11. Các chuyên gia cũng nhận định vụ tấn công vào hai nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út chỉ gây ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ trong ngắn hạn. Hiện thế giới đang dư nguồn cung dầu mỏ và ước tính lượng dầu thô dự trữ trên toàn thế giới lên tới 6,1 tỷ thùng, đủ đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong khoảng 2 tháng. Nếu Ả Rập Xê Út khôi phục hoàn toàn sản lượng vào cuối tháng 9, giá dầu Brent sẽ giảm xuống còn 60 đô la Mỹ một thùng vào cuối năm nay. Đối với kinh tế thế giới, các nhà phân tích cho rằng sự gián đoạn trong hoạt động sản xuất dầu trong ngắn hạn sẽ không gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu. Tuy nhiên, cũng không thể chủ quan, bởi trong trường hợp xảy ra các vụ tấn công khác kéo theo căng thẳng leo thang tại Trung Đông, quan ngại về việc thiếu hụt nguồn cung sẽ gia tăng. Đây sẽ là yếu tố quyết định tâm lý thị trường cũng như tương lai của ngành dầu mỏ khu vực. Thưa quý khán giả và các đồng chí, còn có một câu chuyện đáng chú ý khác trong vụ việc này, đó là chuyện về những chiếc máy bay không người lái. Sự thật là có tới hơn 10 chiếc UAV đã qua mặt hệ thống cảnh giới, hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út và thậm chí là cả Hoa Kỳ, bởi hai nhà máy bị tấn công nằm cách Bahrain, nơi đồn trú của hạm đội 5 Hải quân Hoa Kỳ có 50 km và cũng ở rất gần nhiều căn cứ không quân của Washington tại Trung Đông. Và thưa nhà báo Hà Mạnh Tường, có thể thấy là những cái vụ tấn công bằng máy bay không người lái thì không có gì là xa lạ cả. Tuy nhiên là cái vụ tấn công lần này thì có những cái điểm nào khác không ạ, thưa ông? Chúng ta được biết là cái việc sử dụng máy bay không người lái trong cái xung đột ở vùng Trung Đông ấy thì đã diễn ra rất là nhiều rồi. Mỹ rồi cả Iran thì thường xuyên sử dụng máy bay không người lái trong các cái hoạt động của mình. Rồi là như cái lực lượng Houthi ở Yemen thì đã từng sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào cái đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út và gây thiệt hại cho cái Ả Rập Xê Út rất là nặng nề thôi. Nhưng mà cái lần này thì có một số những cái điểm mà theo tôi ấy, thì nó có một cái sự khác biệt. Thứ nhất là cái số lượng cái máy bay không người lái sử dụng rất là nhiều. Có thông tin nói là 10 máy bay không người lái, có thông tin nói là gần 20. Và theo đúng một cái phương châm tác chiến là theo cái bầy đàn thì làm sao sử dụng rất là nhiều. Để gây rối loạn cho cái hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út, khó phát hiện khi mà sử dụng cùng một lúc. Và cái thứ hai có đặc điểm lần này là chúng ta được biết thì cho đến nay thì có thể nói khẳng định rằng là cái cuộc tấn công này thì nó diễn ra một cách rất là bí mật và nhưng mà đặc biệt là hiệu quả, thì nó cho thấy rằng là cái khả năng phòng không của Ả Rập Xê Út và rộng hơn nữa là của Mỹ ở trong khu vực là có vấn đề. Với một cái lượng máy bay không người lái và tên lửa hành trình lớn như vậy mà hầu như các cơ lượng phòng không của Mỹ và của Ả Rập Xê Út hầu như là an binh bất động. Một cái điểm nữa thì cũng có thể chúng ta cũng qua các cái nhiều thông tin thì có thấy rằng là cái sự phát triển của cái máy bay không người lái
mà tất nhiên máy bay không người lái của các cái cường quốc như là Nga, như Mỹ, Trung Quốc chẳng hạn, thì cái tầm bay thì rất là lớn, có thể mang được lượng vũ khí. Nhưng mà máy bay không người lái mà sử dụng trong các cái lực lượng mà nhỏ hơn ấy, thì thường thường thì cái tầm bay nó không lớn. Đặc biệt theo chẳng hạn như cái lực lượng Houthi ấy, thì trước đây sử dụng các máy bay không người lái thì tầm bay của thường thường nó chỉ khoảng độ 150 cây thôi. Nhưng mà qua cái vụ tấn công này thì có nhiều thông tin thì cho thấy là những cái thế hệ máy bay không người lái này nó là thế hệ mới. Nó được sử dụng những các cái có thể là công nghệ mới hơn, những các cái động cơ mới hơn, và cái tầm bay của nó có thể xa hơn, không phải 150 cây nữa. Vâng. Và bên cạnh những cái thông tin mà nhà báo Hà Mạnh Tường vừa đưa ra thì tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch có chia sẻ thêm những cái thông tin gì liên quan đến những cái chiếc máy bay UAV đã được sử dụng trong vụ tấn công lần này hay không? Tôi thì không phải chuyên gia về quân sự, nhưng mà đọc tin tức thì chúng ta thấy rằng là và chúng ta thấy một thực tế là đến giờ này, là từ ngày 14 đến hôm nay, như thế là đến một tuần rồi, và chúng người ta vẫn chưa xác định được là cuộc tấn công xuất phát từ đâu. Chứng tỏ rằng là kỹ thuật đến giờ này là chưa đủ để giúp người ta trả lời câu hỏi đấy. Như vậy thì ở đây có một cái vấn đề là cái máy bay không người lái có thể bay ở tầm thấp và radar không quét được, và chính vì thế nên không xác định được là bay từ đâu. Có lẽ là Ả Rập Xê Út là một trong những nước mà giàu nhất thế giới, và người ta có khả năng để mà chi rất là lớn cho quốc phòng. Khi mà Tổng thống Donald Trump vừa đắc cử và xong, nước đầu tiên ông thăm là thăm Ả Rập Xê Út, và Ả Rập Xê Út mua một lúc 300 tỷ của Mỹ. Như thế thì chúng ta thấy rằng là Ả Rập Xê Út hoàn toàn có thể có những cái thiết bị tốt nhất, của kỹ thuật tốt nhất của thế giới, nhưng mà vẫn không thể xác định được cái nguồn gốc, cái hướng tấn công và nguồn gốc cái cuộc tấn công đấy từ đâu. Đấy, để chúng ta thấy rằng là nếu thế thì trong cái đây là điểm yếu của an ninh của thế giới hiện nay, chứ không phải của riêng Ả Rập Xê Út. Và như vậy thì những cái cuộc tấn công tương tự nó có thể xảy ra. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch. Thưa nhà báo Hà Mạnh Tường ạ, có thể nói là máy bay không người lái thì ngày càng nhỏ gọn và trở nên phổ biến khi mà giá thành của nó thì ngày càng rẻ. Và sau cái vụ tấn công gần đây nhất, đó là vụ tấn công vào hai nhà máy dầu của Ả Rập Xê Út, thì người ta cũng có một cái lo ngại rằng liệu rằng những cái lực lượng khủng bố hay những cái phần tử cực đoan có thể lợi dụng cái phương tiện này để thực hiện những cái vụ tấn công hay không? Cái điều đó thì hoàn toàn nó có thể xảy ra. Tức là trong cái cuộc chiến, như người ta gọi là trong cái cuộc chiến tranh mà không tương xứng, khi một bên là yếu và một bên là rất là mạnh. Ví dụ Ả Rập Xê Út thì rất là mạnh, đúng không? Tiềm lực quân sự rất là mạnh, lực lượng phòng không rất là mạnh. Thế nhưng mà lại hoàn toàn là thất thủ trước những cái máy bay không người lái. Máy bay không người lái giá rẻ hơn rất nhiều. Gọi là cái trang bị cái công nghệ thì không phải là quá hiện đại. Thế nhưng mà cái hiệu quả thì rất là lớn. Xin được cảm ơn nhà báo Hạ Mạnh Tường, và cũng một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch đã đến tham gia với chương trình Người Quan Sát ngày hôm nay và đưa ra những cái bình luận hết sức sâu sắc. Cảm ơn. Thưa quý khán giả và các đồng chí, đến thời điểm này thì những thiệt hại về vật chất do những chiếc máy bay không người lái gây ra tại hai nhà máy khai thác dầu mỏ ở Ả Rập Xê Út hôm 14 tháng 9 không tới mức thảm họa. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế thì vẫn rất lo ngại rằng ngọn lửa của xung đột leo thang bằng các biện pháp trả đũa quân sự, của bất ổn an ninh ở khu vực Trung Đông vốn đã chẳng mấy yên ả. Chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến của vụ việc này trong những ngày tiếp theo. Và tới đây thì phần bình luận trong chương trình Người Quan sát ngày hôm nay xin được dừng lại. Quý khán giả có thể xem lại chương trình của chúng tôi tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.